đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng bác gọi, 4000 năm dồn lại nay, người sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập. Từ xa đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Thế giới nghiêng mình, loài người tiếc thương, đây người chiến sĩ đấu tranh cho tự do, người là ước mơ của các dân tộc, tiếng người vang vọng đến mai sau, nguyện bước theo con đường bác đi. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh, ôi trái tim người nặng nghĩa bốn phương vì độc lập. Từ do đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn tên người sống mãi với non sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng bác gọi, 4000 năm dồn lại hôm nay, người sáng trong muôn chiều trái tim. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rạng rỡ núi sông vì độc lập. Từ do đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh, ôi trái tim độc lập. Từ do đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, bác Hồ Chí Minh kính yêu, người là niềm tin tất thắng sáng ngời. Ngôi nhà mới để thờ phụ bác Hồ. Cái nhà tưởng niệm đó là trong 3 tháng nay đã hoàn thành. Với công việc vất vả nhưng thợ và dân đã tập trung để lo việc xây dựng. Ngay sau lãnh đạo và nhân dân đã chọn ngày để tổ chức rước tượng bác Hồ về nơi nhà mới để thờ phụ. Thì với cái vui mừng ấy thì được sự quan tâm đến tình cảm truyền thống lịch sử đã có hàng mấy trăm năm nay, có người người đã có bản thân đủ để các cụ nguyên liệt được và các cụ anh cả hương cảm cũng có các đồng chí lãnh đạo bí thư trưởng thôn và các cụ cao tuổi thay mặt nhân dân cùng các ban ngành đoàn thể của dân anh cả hương cảm cũng đã có mặt từ sớm để bảo đảm cho giúp bác Hồ về an vị được đúng giờ. Xin một lần nữa đề nghị các cụ cả hai dân và dân nhà hoa đô anh cả chóa kính thưa các cụ anh cả hương chồng,
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý khách, thưa toàn thể nhân dân, hiện nay mọi công việc chuẩn bị cho nghi thức rước tượng Bác về nhà thờ Bác Hồ, thôn Lỗ Khê đã sẵn sàng. Ban tổ chức đề nghị các bộ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chuẩn bị thực hiện nghi thức rước. Sau đây xin trân trọng giới thiệu ông Đinh Văn Ngà, Bí thư chi bộ, trưởng ban di tích thôn Lỗ Khê, thay mặt ban lãnh đạo cùng nhân dân thôn lên tuyên bố thực hiện nghi thức rước. Xin kính mời ông. Kính thưa các cụ hay giữ thôn Lỗ Khê, thưa các cụ anh cả chóa, thưa các cụ anh cả vương chẳng, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý khách, thưa toàn thể nhân dân, nhà thờ Bác Hồ thôn Lỗ Khê, xã Liên Hà được các cấp chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng năm 2007, là nơi để nhân dân thôn Lỗ Khê nói riêng và nhân dân quanh vùng được thể hiện tình cảm, lòng biết ơn của mình đối với công lao to lớn của người, vị cha già của dân tộc Việt Nam, cả cuộc đời chăm lo hạnh phúc của nhân dân. Trải qua một thời gian với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, nhà thờ dân bị xung kích nghiêm trọng. Tháng 3 năm 2024 vừa qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, nhà thờ Bác Hồ được đầu tư đại tu tổng thể. Sau hơn 2 tháng triển khai thi công hết sức khẩn trương, công trình nhà thờ Bác đến nay đã hoàn thành và bàn giao đưa vào khai thác. Hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự nhất trí của các đồng chí lãnh đạo xã Liên Hà, sự đồng thuận của các cụ hai giới, cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo, quân dân chính cùng toàn dân thôn Lỗ Khê thống nhất tổ chức lễ rước tượng Bác Hồ về yên vị tại nhà thờ Bác Hồ thôn Lỗ Khê. Hiện nay đã đến giờ lành, thay mặt cho nhân dân thôn Lỗ Khê, tôi xin tuyên bố lễ rước tượng Bác về yên vị tại nhà thờ Bác Hồ thôn Lỗ Khê bắt đầu. Trái tim nhân loại, cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất
trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gờn chốt riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời giữa màn đêm giá lạnh, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời. Bác như bài dân thơ ru em bé vào đời, bác như vì sao xa sáng giữa trời màu lam, như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam. Tấm lòng Việt Nam xin khắc sâu ơn người, trong tấm lòng Việt Nam. Đem tới ngày vui mùa thu nắng cỏ Ba Đình, với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời, từ đất nước cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời bừng lên. Nhân dân vùng lên, nhân dân theo từng bước cha già, hòa bình vui ngàn năm. Hồ Chí Minh ánh dương vào trong ngục tù, xây công nhân của thế giới mới lên. Hồ Chí Minh để cuộc tàn sức dân chào tuôn, vinh quang nhân dân Việt Nam. Đem tới ngày vui mùa thu nắng cỏ Ba Đình, với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời, từ đất nước
cằn, từ bùn lầy cả cuộc đời bừng lên. Bao đau thương miền Nam trong con tim Việt Nam đang dâng lên làn sóng căm hờn và niềm tin thành công của Hồ Chí Minh. Đi muôn người trong một người trên quê hương hồn đất nước Bắc Nam của Hồ Chí Minh, để cuộc tan thành hết trước sức dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt Nam. Của Hồ Chí Minh đi muôn người trong một người trên quê hương hồn đất nước Bắc Nam. Của Hồ Chí Minh để cuộc tan tành hết trước sức dân chào quân, vinh quang nhân dân Việt sẽ không phải đâu, ta hết của lòng quê xanh của quân dân đường.
thủy chung mà son sắt như tấm lòng của bác, nhớ tới đồng bào miền Nam, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Ai yêu miền Nam như tấm lòng miền Bắc, có mối tình nào mà thủy chung mà son sắt như tấm lòng miền Bắc hướng về miền Nam, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình, bao núi bao sông bấy nghĩa bấy tình. Trong chiến hào hôm nào nghe tiếng bác, hồn ta sáng rực như nở hoa. Còn chi cao quý hơn độc lập tự do, lời người vang vang gió xuân đưa về khắp mọi nhà. Ôi thiêng liêng tiếng bác nghe như lời tổ quốc, xuyên đêm tối dẫn đường ta
cho mưa tuôn, cho bom rơi, dẫu có chết ta chẳng sờn. Lời Bác chiêu lòng ta. Cho muôn nơi dứt tiếng khóc vang tiếng cười, lòng Bác thấm lòng dân đời đời. Sông Cồn như dục cơn bão tố, Trường Sơn xâm đông Ba Thành đô, biển đông reo mãi tiếng của người dạy ta, cả đời công ơn khắc sâu bia lòng bao giờ nhòa. Người đi xa vắng tiếng của người còn đây, tình người bao la sáng soi cuộc đời ta hằng ngày. Ôi vinh quang biết mấy thiên dây cờ của Bác, ta đi tới giữa bình minh chiến thắng. Trên cao nguyên nơi ven đô, giữa xóm ấp trong phố phường, tình Bác sáng đường ta đi, tình Bác sáng đời ta. Hãy
thắm bóng cờ vươn bay trên cao, muôn trái tim này hòa nhịp cùng hát lời ca trên sông luôn lấp lánh sao bay trên phương kỳ. Trên công ngàn năm xưa nhìn cờ hồng bay rừng rỡ, thương bao anh hùng mừng cháy trong tim quyết thân mình, một niềm tin trong phong ba tô thắm tươi thêm màu cờ, giữ vững hòa bình dựng xây tương lai, chân trời bay sang người quân ta đi. Khi sâu trong lòng con dân Lũ Khê đã rước tượng Bác về an vị tại nhờ thờ Bác Hồ thôn Lũ Khê. Công tác bài trí lễ đã hoàn tất. Kính đề nghị các cụ, các vị đại biểu, các vị quý khách, các đoàn rước cùng toàn thể nhân dân về hàng ghế đại biểu, ổn định tổ chức để chương trình được bắt đầu.
cùng các ban ngành đoàn thể của xã, ông bà là bí thư chi bộ, là trưởng các thôn của các thôn trong địa bàn xã. Về dự buổi rước hôm nay, xin trân trọng giới thiệu có đoàn đại diện anh Cải Chóa, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Xin trân trọng giới thiệu anh cả Hương Trầm, thuộc xã Thủy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Về dự buổi lễ hôm nay có đông đủ các cụ, hai giới, các đồng chí lãnh đạo đảng, chính quyền địa phương thôn, các ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân. Xin chúng ta nhiệt liệt một tràng pháo tay chúc mừng đại biểu có mặt hôm nay. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa các cụ, ông các bà cùng toàn thể nhân dân thôn Lũ Khê, vào thập kỷ 60, đất nước vừa trải qua cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp giải phóng quê hương khỏi ách nô lệ, kinh tế và đời sống của đất nước còn và người dân còn muôn vàn khó khăn. Năm 1964, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, thế hệ cha anh của thôn Lũ Khê đã nêu cao và phát huy truyền thống của quê hương từ ngàn xưa để lại, luôn đi đầu trong mọi phong trào, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, phong trào khoanh vùng biến trên đất một vụ chiêm khê mùa thối thành hai, một vụ bấp bênh thành hai vụ ăn chắc, đã thực sự nâng cao năng suất cây trồng, đưa đời sống của nhân dân ngày một đi lên. Trong những ngày tháng đầu của công cuộc tái thiết đất nước, khôi phục kinh tế sau chiến tranh, phong trào cần kiệm xây dựng hợp tác xã được đặt ra, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Nhà nước, chi bộ đảng, đảng viên gương mẫu và khéo lãnh đạo, nhân dân đồng thuận. Phong trào được phát động đi đầu trong cả nước, đã được nhiều tỉnh thành nêu gương và học tập, là tấm gương sáng cho cả nước học tập và noi theo. Với thành tích nêu trên, cha ông chúng ta đã đưa Lũ Khê trở thành một điểm sáng và một niềm vinh dự lớn lao. Đã đến tại mùng một Tết năm Giáp Thìn, Bác Hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, vị danh nhân văn hóa của thế giới đã về thăm chúc Tết cán bộ và nhân dân và căn dặn tiếp tục nâng cao phong trào và xây dựng hợp tác xã vững mạnh cả về lượng và về chất. Một vinh dự thật là lớn lao cho quê hương Lũ Khê, một mảnh đất mang trong mình truyền thống yêu nước, trong đó có cụ Đỗ Luân, cụ Đỗ Chiết, một truyền thống cách mạng đã sinh ra bí thư chi bộ đảng đầu tiên của xã Thiên Hà, và truyền thống văn hóa mang trong mình và lưu giữ môn nghệ thuật bác học ca trù. Thực hiện lời dạy của Bác, cán bộ và đảng viên nhân dân thôn Lũ Khê luôn đồng sức đồng lòng xây dựng quê hương Lũ Khê ngày càng văn minh và giàu đẹp. Thế hệ trẻ đã ăn nhập với cơ chế thị trường, bằng bàn tay khối óc đã xây dựng quê hương làng xóm thay ra đổi thịt từng ngày. Nhà cao tầng mọc lên san sát, mức sống được nâng cao, người dân không còn ăn bữa nay lo bữa mai, đã ăn ngon và mặc đẹp. Các phương tiện phục vụ cuộc sống hiện đại, chất lượng cuộc sống được nâng cao, đã thực sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và chấp hành pháp luật của Nhà nước. Để lưu giữ dấu chân của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, một danh nhân văn hóa của thế giới, vị cha già của dân tộc, đã dành trọn cuộc đời mình vì độc lập, tự do cho dân tộc và vì hạnh phúc của nhân dân, không màng đến đời sống riêng tư. Năm 2007, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân huyện đã quyết định cho xây dựng nhà lưu niệm Bác tại mảnh đất thôn Lũ Khê. Trải qua 5 tháng với tác động của thời tiết khắc nghiệt, nhà thờ của Bác đã xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù đã được cán bộ và nhân dân nhiều thời kỳ quan tâm và bảo vệ. Thưa các vị quý khách và toàn thể nhân dân, để tỏ lòng biết ơn và kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm, được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân huyện và quyết tâm cao của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã Thiên Hà, công trình nhà thờ Bác được quyết định trùng tu tôn tạo công trình để chào mừng 60 năm Bác Hồ về thăm, 70 năm chiến thắng Điện Biên, kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 75 năm thành lập xã Thiên Hà, và nâng cấp sân vận động công viên khu di tích. Mặc dù thời gian rất gấp, sau 3 tháng khởi công, hai công trình đã hoàn thiện để kịp thời gian đến để tổ chức lễ kỷ niệm. Thưa các vị quý khách, thưa toàn thể nhân dân, công trình nhà Bác được thực hiện theo chủ trương đầu tư công, trong đó một phần xã hội hóa với tấm lòng biết ơn và tri ân công lao của người, đã có 245 tấm lòng của nhân dân
gửi đến lãnh đạo thôn và ban quản lý khu di tích để tôn tạo nơi thờ phụng của Bác được khang trang và tố hảo hơn, xứng tầm với vị thế của người, và cầu cho quốc thái dân an, đất nước được phát triển. Hôm nay, ngày 8 tháng 5 năm 2024, thôn Lô Kê tổ chức rước tượng Bác về nhà thờ mới trong không khí tưng bừng của đất nước kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 75 năm thành lập xã Liên Hà và 60 năm Bác Hồ về thăm chúc Tết nhân dân thôn Lô Kê, xã Liên Hà. Thay mặt cho cán bộ và nhân dân thôn Lô Kê, xin được chân thành cảm ơn các cụ hai giới, các vị khách quý, các anh cả hương trầm, anh cả chóa, các ông bà đồng niên 1980 đến 1986, ban thanh tiết, ban tế, ban chấp tác, các ban ngành đoàn thể trong thôn, chi bộ đảng, các ông bà đội dân vũ, đội chống và toàn thể nhân dân đã dành thời gian quý báu của mình để thực hiện nghi lễ rước Bác về nhà mới được thành công tốt đẹp. Xin kính chúc các cụ, công các bà, các vị quý khách gần xa và toàn thể nhân dân thôn Lô Kê luôn vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng và luôn đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng văn minh đẹp và giàu đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Kính thưa các bộ hai giới, kính thưa các vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, hôm nay tôi rất vinh dự và phấn khởi là một thành viên của tiểu ban di tích nhà tưởng niệm Bác, cũng là người con của nhân dân Lô Kê. Đứng trước nhà tưởng niệm Bác, tôi rất cảm động và sung sướng được phát biểu cảm tưởng của mình khi được tiếp nhận nhà tưởng niệm Bác. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân, là một người con sinh ra tại làng Lỗ Khê, từ rất nhỏ tôi đã tận mắt được chứng kiến, được nhìn thấy Bác đang đứng trước đình làng. Song thật đáng tiếc, tôi còn rất nhỏ nên chưa hiểu rõ lý do. Sau khi lớn lên, tôi được nghe qua các câu chuyện của ông bà, bố mẹ cùng dân làng Lỗ Khê kể lại những hình ảnh và lý do được Bác về thăm. Kính thưa các vị đại biểu, làng Lỗ Khê là một mảnh đất địa linh kiện, giàu truyền thống cách mạng của cha ông ngày xưa, và là nơi đã cải thiện bờ vùng bờ thửa để từ đó phát triển cây lúa hai vụ. Và Lỗ Khê cũng là nơi thực hiện theo lời Bác, tiết kiệm trong chi tiêu trong đám Tết, và là nơi thanh thiếu niên đã thành lập và hoạt động ổn định các phong trào từ đây. Chính vì vậy một số lý do mà được Bác cơ bản để Bác về thăm và được Bác động viên toàn dân là một dấu ấn rất quan trọng và tự hào mà người dân Lỗ Khê đã trải qua bao thập kỷ. Nhân dân Lỗ Khê luôn phát huy tinh thần Bác. Từ đó, năm 2007, được chính quyền nhân dân Lỗ Khê cùng các cấp lãnh đạo xây dựng ngôi nhà tưởng niệm Bác, đó là một phần thưởng vô cùng quý giá và linh thiêng để người dân Lỗ Khê mỗi lần đến đó làm lễ cũng là thể hiện tình cảm với Bác. Đến hôm nay 2024, một lần nữa nhân dân Lỗ Khê lại được Đảng, Nhà nước, các cấp lãnh đạo và nhân dân đã trùng tu lại ngôi nhà tưởng niệm Bác được cao giáo khang trang, cũng là một phần thưởng quý giá vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Lỗ Khê. Tiếp nhận công trình này là dịp để người dân Lỗ Khê thể hiện tình cảm, tấm lòng biết ơn Đảng, Nhà nước đến các cấp chính quyền đã bàn giao lại cho toàn dân Lỗ Khê. Chúng tôi xin hứa trước Bác, trước Đảng là luôn trau dồi phẩm chất chính trị, giữ gìn sản phẩm và các kỷ vật trong nhà Bác, luôn tiếp đón các khách quý, các vị đại biểu và người dân vào thắp hương Bác nhân dịp các ngày lễ Tết và các ngày kỷ niệm trong năm. Cuối cùng, thay mặt toàn dân, tôi xin cảm ơn và chúc sức khỏe các vị đại biểu, các khách quý, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.
non đứng bên người, canh cho bác Hồ ngon giấc. Trên môi như bác vẫn cười, bác vui vì khắp non sông cháu con trở về xung vầy. Nghiêm trang trong nắng Ba Đình, hoa thơm ngát trời thủ đô, chúng con nguyện hứa với người sẵn son vì tổ quốc hy sinh, bảo vệ nước non đời đời sáng tươi. Sáng tháng năm trời trong xanh quá, bốn phương tụ về Ba Đình, hãy nhẹ nhẹ bàn chân bác chưa tròn giấc mơ. Con đứng bên người, canh cho bác ngủ ngon giấc. Trên môi như bác vẫn cười, bác vui vì khắp non sông cháu con trở về sum vầy. Nghiêm trang trong nắng Ba Đình, hoa thơm ngát trời thủ đô, chúng con nguyện hứa với người sắt son vì tổ quốc hy sinh, bảo vệ nước non đời đời sáng tươi. Sáng tháng năm trời trong xanh quá, bốn phương tụ về Ba Đình, hãy nhẹ nhẹ bàn chân bác chưa tròn giấc mơ. Oh,
sông Việt Nam. Lời thề sắt son theo tiếng Bác gọi, 4000 năm dồn lại hôm nay, ngời sáng trong muôn chiều trái tim.